Vâng, kính thưa quý vị, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội là một vùng đất cổ nằm ở phía tây bắc so với trung tâm thành phố, được phù sa bồi đắp của sông Đáy và sông Nhuệ Cổ. Nói đến Đan Phượng là nói đến một miền quê ngàn năm lịch sử tích tụ, xây đắp lên truyền thống văn hiến ngàn đời, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra bao hiền tài, những người con ưu tú làm rạng danh quê hương đất nước. Và cũng chính nơi đây, tại mảnh đất Đan Phượng anh hùng, cũng là nơi khởi nguồn của phong trào phụ nữ ba đảm đang. Người dân Đan Phượng có truyền thống đoàn kết, hiếu học, lao động cần cù sáng tạo, dành tình yêu quê hương đất nước và ý chí kiên cường cách mạng. Ngày nay, với tốc độ đô thị hóa nhanh, Đan Phượng đang chuyển mình bay lên với những bước phát triển giàu mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị xã hội, phát triển văn hóa, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Mời quý vị cùng thưởng thức tổ hát múa Đan Phượng con đường chân lý, cô gái Đan Phượng bản hùng ca màu đỏ, sáng tác Trần Ngọc, biểu diễn tốp ca nam nữ và tốp múa huyện Đan Phượng. Thank you.
Xin được gặp cảm ơn Top ca nam nữ và Top múa huyện Đan Phượng.